người đời không thể ngăn được ý chí, có chăng chỉ là lời sân si để sát thương. Đường đi muôn hướng khổ hạnh tu tâm, thật quá khó để tìm được một người. Thầy không thấy thầy Minh Tuệ của mình thì thầy có khóc không? Con lại cười rồi. Bên YouTuber. Dạ, con gọi là thầy YouTube đấy ạ. Dạ, dạ, trời dạ, ơi. Dạ, dạ, các thầy quay lên trực tiếp mà con mới biết rằng là thầy Minh Tuệ ở đây để con theo đấy ạ. Dạ, dạ, dạ. À, cũng nhờ anh em YouTube quay mà Huynh mới biết hả? Dạ vâng, pháp danh thì là tự do được không ạ? Pháp danh tự do hả? Dạ vâng. Vậy là thích tự do anh hả? Dạ vâng, thích tự do. Giờ này thích tự do. Giờ này thích tự do nha mấy nhà. Dạ, con mới đi buổi sáng nay thôi. Vâng, buổi sáng nay con mới bắt xe ở Hải Phòng vào đây thôi.